Okay, here I am with someone in Hanoi, and I found him working something on project by himself, researching something, doing some on machine work. So let him explain what he has been working on. Can you tell about project? Đây là bài tập kiểm tra của tôi về đầu dương và sửa chữa bơm cao áp điện tử. Đây là sơ đồ bơm cao áp. Đây là hình ảnh, đây là các chú thích và hình ảnh được miêu tả dựa trên sơ đồ. Đây là kim phun cao điện. Đây là kim phun. Tất cả đây là được ghi vào chi tiết đây, có sẵn hết rồi. Đây là sơ đồ điều chỉnh asset, điều chỉnh asset phân phối của máy. Thực ra là tôi đang này và tôi sẽ cố gắng làm để thực hiện hiện hành hết.